Xin chào các bạn, núi Nga Mi cao hơn 3.000 mét là một trong những danh thắng nổi tiếng của Trung Quốc, nằm ở tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng chính là ngọn núi đã tạo ra một môn phái đi vào huyền thoại lịch sử võ thuật Trung Quốc, mà đến nay rất nhiều người vẫn đang tò mò, đó là phái Nga Mi. Phái Nga Mi thì xuất hiện ở trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Phái Nga Mi thì thường gắn liền với hình ảnh của các nữ cao thủ, bởi nguyên tắc là chỉ có nữ giới mới được nhập môn. Trong các giai thoại cũng như tiểu thuyết kiếm hiệp, đệ tử phái Nga Mi là những cô nương dung mạo thanh nhã, tưởng chừng liễu yếu đào tơ nhưng lại sở hữu nội công thâm hậu. Đối với những cao thủ thuộc loại đệ nhất, họ còn được học những chiêu thức ví dụ như là cải tử hoàn sinh. Thậm chí còn có mô tả cho rằng đệ tử chân truyền của phái này còn sở hữu những tuyệt học võ thuật quỷ khóc thần sầu và khiến cho đối phương phải thất kinh hồn vía mà tránh xa. Trong các tác phẩm kiếm hiệp, Nga Mi là một môn phái có tiếng nói lớn ở trong giang hồ và giới võ lâm. Thế còn phái Nga Mi ở trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung thì sao? Những mỹ nhân xinh đẹp trong phái Nga Mi của Kim Dung dù sở hữu võ công thâm hậu nhưng lại mang trong mình điểm chung, đó là cả đời đau khổ vì tình cảm. Quách Tương, trưởng môn đầu tiên của phái Nga Mi, xuất hiện trong Thần Điêu Đại Hiệp và phần đầu của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Quách Tương là con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Quách Tương có sự hào hiệp của cha và sự thông minh tinh quái của mẹ. Tình yêu mà Quách Tương dành cho Dương Quá là rất lớn, nhưng mà Quách Tương lại để trong lòng, bởi biết Dương Quá chỉ yêu mỗi tiểu long nữ. Sau những biến cố đau khổ của cuộc đời, thì Quách Tương đã sáng lập phái Nga Mi và từ bỏ mối tình thầm lặng với Dương Quá. Đó là những gì mà chúng ta biết đến phái Nga Mi trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung và trong những cái bộ phim đã được chuyển thể từ chính những cái tiểu thuyết này. Vậy trong lịch sử thì như thế nào? Những cái câu chuyện về sự ra đời của phái Nga Mi ở trong lịch sử Trung Quốc hiện vẫn được coi là một điều bí ẩn. Theo một số tài liệu khác nhau thì phái Nga Mi có nguồn gốc từ chùa Thiếu Lâm Tung Sơn, Hà Nam. Sở dĩ phái này thì có liên quan đến chùa Thiếu Lâm Tung Sơn, Hà Nam bởi vì có những cái sư tăng của chùa Thiếu Lâm đã đến với núi Nga Mi và từ đó thì hình thành ra một cái võ phái mới. Và cho đến nay có thể nói là vẫn chưa ai biết được thực sự nguồn gốc của phái Nga Mi là ở đâu. Có lẽ là môn phái này thì có nhiều người sáng lập, trải qua nhiều thế hệ, thế nên chẳng ai có thể tìm được điểm khởi đầu. Người ta nói rằng do kỹ pháp của Nga Mi chịu ảnh hưởng nhiều của lối luyện công thiền đạo của Phật giáo, nhiều hơn là phép dẫn đạo của đạo gia, nên phái Nga Mi được xem là một chi phái trong hệ phái Thiếu Lâm và còn có một tên gọi khác nữa, đó là Thiếu Lâm Nga Mi. Còn theo một số nguồn nghiên cứu khác ở những cuốn sách từ đời Đông Hán thì các tài liệu này nói rằng phái Nga Mi đã xuất hiện từ thời nhà Tần. Tổ sư sáng lập của phái này tên là Tư Đồ Bạch lên núi Nga Mi để tu đạo giáo, tu tiên và lấy pháp danh là Huyền Không. Sau nhiều năm liền quan sát loài vượn trắng trên núi này thì ông đã sáng tạo ra một kho võ công có tên gọi là Bạch Viên Thông Ký Quyền hay đời sau gọi là Nga Mi Thông Ký Quyền, và một kho kiếm pháp gọi là Bạch Viên Kiếm Pháp. Ông hay mặc áo trắng, tập võ nên là được gọi là Bạch Viên Công, tức là ông già vượn trắng. Và chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu về Nga Mi Sơn, địa danh đẹp như tranh vẽ ở Trung Quốc. Đến nay thì không ai còn biết chắc phái Nga Mi còn tồn tại hay không, nhưng bạn vẫn thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ khi ghé thăm Nga Mi Sơn, tức là núi Nga Mi, một địa danh hoàn toàn có thật và đã đi vào lịch sử. Một mình hiên ngang đứng sừng sững giữa hai con sông mang tên là Đại Độ và Thanh Y, Nga Mi Sơn là một trong những địa danh có vẻ đẹp tự nhiên dung hòa với nét đẹp văn hóa Phật giáo, khiến nơi đây trở thành một trong những danh sơn của Trung Quốc. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng những cái dãy núi vô cùng nguy nga, hoành tráng, cùng với hoa cỏ xanh tươi cũng như hương thơm nước mũi tạo nên cái vẻ đẹp khó cưỡng, nên nơi đây là một địa điểm rất là hút khách. Đỉnh cao nhất của Nga Mi đó là đỉnh Vạn Phật. Đỉnh này có độ cao là 3.099 mét. Tại đây thì du khách có thể nhìn thấy Nhật Xuất, Vân Hải, Phật Quang, Thánh Đăng, tương đương với 4 kỳ quan của núi Nga Mi. Với cái địa thế cao chót vót, phong cảnh đẹp nên người ta gọi núi Nga Mi đó là Nga Mi Thiên Hạ Tú. Là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn, tại núi Nga Mi có tới 26 ngôi chùa, miếu đón khách tham quan. Trong đó có 8 ngôi chùa miếu tiêu biểu, đó là chùa Báo Quốc, chùa Phục Hổ, chùa Tiên Phong, chùa Vạn Niên, Kim Đỉnh Hoa Tạ, Thanh Âm Các, Hồng Xuân Bình và Tẩy Tượng Trì. Mỗi ngôi chùa lại có vẻ uy nghi hay là thư thái khác nhau và nơi đây cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật. Chùa Báo Quốc thì nằm ở chân núi Nga Mi,
Đây là nơi diễn ra các hoạt động Phật giáo chính ở núi Nga Mi. Ngôi chùa này thì được xây dựng vào cuối thời nhà Minh, còn có tên gọi là Hội Tông Đường. Đến thời vua Khang Hy nhà Thanh thì đổi tên thành chùa Báo Quốc. Chùa Báo Quốc thì tọa lạc trên diện tích đất rộng chừng 40.000 m², bao gồm có sơn môn, điện thờ Di Lặc, điện Đại Hùng, điện thờ Thất Phật, điện thờ Phổ Hiền Bồ Tát và lầu chứa kinh văn nhà Phật. Thanh Âm Các hay còn gọi là chùa Ngọa Vân thì nằm tại Ngưu Tâm Lĩnh của Nga Mi. Phong cảnh xung quanh thì rất là yên bình, với hai con suối đó là suối Hắc và suối Bạch nằm ở phía dưới. Nổi bật ở dưới suối là những cái tảng đá lớn có hình dạng như tim một con trâu, gọi là Ngưu Tâm Thạch. Nổi tiếng và ấn tượng với du khách khi mà đến thăm Thanh Âm Các đó là các pho tượng Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền được thờ ở bên trong ngôi chùa này. Còn chùa Vạn Niên thì trong chùa có bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao đến 7m35, nặng 62 tấn. Đây được xem là một trong những bức tượng Phật cao nhất trên thế giới. Nó được đúc bằng đồng mạ vàng ở bên ngoài và là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến với núi Nga Mi. Ngoài ra khi đến thăm núi Nga Mi thì bạn cũng nên đến tham quan bức tượng Đại Phật Lạc Sơn được tạc trên vách núi. Nó rất là đẹp và hoành tráng. Và ở núi Nga Mi còn có một hiện tượng được người dân ở đây gọi là Phật Quang. Vậy thì Phật Quang ở đây là gì? Ở kim đỉnh của núi Nga Mi thỉnh thoảng xuất hiện những cái luồng ánh sáng hình tròn được xem như hào quang của Phật. Thực ra theo lý giải của hiện tượng tự nhiên thì đó chính là cầu vồng. Nhưng mà những người nhiều đức tin thì luôn tin rằng đó là hào quang của Bồ Tát hoặc là của Phật hiển linh. Dĩ nhiên thì không phải ai đến đây cũng có được cơ duyên chiêm ngưỡng hiện tượng đặc biệt này. Và đó là điểm kết trong hành trình về với núi Nga Mi, hành trình về võ phái Nga Mi. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt từ bình luận viên Hải Thanh, History.